Xanh. Đây, đây là giới thiệu sản phẩm sơn 3D. Đây. Đây. Bạn nào có nhu cầu mà muốn sơn 3D thì hãy liên hệ tới Đài Canh Minh nha. Đây. Những đường nét hoa văn của nghệ thuật sơn rất là đẹp. Đây, mình vừa nhận sơn cái nét hoa văn 3D cho cái mão của Noviet. Đây là cái mão của Noviet nha các bạn. Mình sơn hoa văn như vậy đây, đây là sơn. Sơn rất là đẹp. Hiện tại là mình mới có làm cái hoa văn thôi, mình còn phủ lên vài lớp bóng nữa nha. Lớp bóng rồi lớp ánh kim nữa. Nhưng mà hiện tại là mình mới làm hoa văn thôi. Ok.